là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ của em học trò. Này là bánh trưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đang. Nay em gửi xa tới chiến trường mang chúc tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết vang trường học trò, nhìn cặp bánh trưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn thầy đã đem đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió xa trường, âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương từ tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho về. Xin hãy yêu đời, ta đón đời xuống hào ngày mai. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người gió xa trường, âu yếm người tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay.
này và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai và gửi đến dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng.